nhìn từng gia đình tu trong lòng những đứa rất là mừng từ xưa đến giờ những đứa nguyện sao mà từng gia đình mà niệm phật từ gia đình niệm phật vì sao vì mỗi một gia đình niệm phật thì tịnh độ thịnh nhớ kỹ thí dụ như tập trung một chỗ nào đó rất đông vài chục ngàn người cũng chưa chắc thịnh nếu như về nhà bị không niệm Phật Như bây giờ nhìn thấy một thờ tu mà Khoảng 1 trăm mấy chục người tu Cái rung thứ hai chắc lây quay vài ngày nữa Còn tuần nữa chắc đầy thêm ngàn nữa Rồi chẳng thứ hai Thì từ mỗi gia đình mà niệm Phật gì thấy đặc biệt quá Trong lòng rất là mừng quý à, vị mình đi đâu cũng à, có cái viên à, khi ở à, gần sớm, à, bữa nay à, có cái bà già và ở ba niệm phật chúng nãy như vị thấy những tu mà cười cười cái bà cụ già và niệm phật nữa và làm tíu tíu mình mắc cười nên từ nơi đó mà cái duyên người niệm phật đi đâu cũng gặp cái gặp duyên chúng sanh niệm Phật thấy ý nghĩa nên như Đức nói rằng là cái pháp môn niệm Phật này là pháp môn thù thắng môn đặc biệt nên chúng sanh ai cũng tu được nhất là đem tịnh độ mà cấm từng nhà này hay tịnh độ mà cấm từng nhà là rất là hay nên quý vị chỉ cho một người người ta tại gia đình người ta mà có thời khóa tu Đại vị gieo không phải là cái hạt giống có một người đó đâu quý vị mà có khi cái hạt giống đấy bị gieo cho mấy đời gia đình của họ mấy đời gia đình của họ giống như đại sư liên trì là vị tổ sư của tịnh độ tông tổ sư thứ 8 lúc xưa ngày còn trẻ ngày đến nhà của một bà cụ thấy bà mỗi ngày niệm phật thì ngày hỏi ủa bà mỗi ngày con thấy bà niệm phật bà bà lễ phật gì, được lợi ích gì thì bà mới kể là lúc chồng bà còn sống ông siêng niệm phật niệm phật lễ phật rủ bà niệm phật lễ phật bà không có niệm theo nhưng mà bà thấy khi cuối cuộc đời của ông ra đi quá tốt biết ngày giờ ra đi ra đi tự tại an nhàn ít thấy ai được gì nên khi bà thấy chồng của bà mà mắt mà nhẹ nhàng ra đi tự tại Từ đó về sau bà niệm Phật theo Nên Đại sư Liên Trì nghe bà kể câu chuyện như thôi Ngài ảnh hưởng luôn Phát nguyện cuộc đời mình nhất định niệm Phật Nên cuộc đời những đức quý vị Phật tử khắp nơi nơi bây giờ cũng không biết những đức ở đâu Nhưng những đức nói với vị rằng là Những đức ở đâu những đức cũng niệm Phật Nhớ kỹ đời nhà đức không bao giờ bỏ phật pháp vì bỏ phật pháp là nhà đức thường nói là bỏ phật pháp là mất tất cả dù có như thế nào cũng không bỏ phật pháp có một câu mà bị Hổm chúng ta từng nói dù cả thế giới có trở mặt với mình mình cũng không trở mặt với họ vì sao vì mình muốn về thế giới cực lạc dù cả thế giới không ai niệm phật mình cũng niệm phật vì sao không phải chờ tới về tới thế giới cực lạc đó quý vị mà hiện đời này là mình đã có sự an lạc hiện đời là mình thấy thấy an vui đây là một trăm phần trăm nên bây giờ mang cái thăng này Giai mượn của chúng sanh bây giờ chúng ta cái khoảng thời gian cuộc đời không biết bao lâu nhưng mà mình hết lòng mình trả ơn chúng sanh bằng cách nào đem phóng môn tịnh độ giới thiệu đem pháp môn tịnh độ giới thiệu nên tổ sư nói một câu rằng cái vị có cho người ta ăn nhiều cỡ nào chăng nữa cũng không bằng cứu quậy mạng người ta có những con người người ta cũng giàu sang mà người ta vẫn khổ vậy. nhưng mà cái cái phật pháp nó len lỏi vào tâm người ta người ta đã nhận thức được cái nhân cái quả vậy mà người ta hết khổ nên cứu quậy mạng là cái cực kỳ quan trọng nhất là pháp môn niệm phật này Quá thù thắng. Nên những đức trong cái thời điểm này nè. Mà người ta cho những đức. Ăn nhờ ở đậu là quý biết. Bản thân những đức là cảm ơn người ta suốt cuộc đời. Cách trả ơn bằng cách nào quý vị? Là cả đời niệm Phật. Hướng dẫn người khác niệm Phật. Những đức gặp một người này họ lúc trước cũng chương trình khiếm thị họ đến chùa ông bị cụm cái chân nhưng cặp mắt sáng bị tặc mà không khiếm thị lúc đó ông lên chùa những đức có một lần đưa cho ông ổ bánh mì cho ông ăn bữa nay những đức đang đi lang thang thì gặp ông ông cho những đức cái bánh bao thấy nhân quả chưa lúc xưa cho người ta ổ bánh mì giờ nó ta cho là cái bánh bao ông nói ủa thầy lúc này sao bèo vậy <laughs> những đức nói hồi đó ông nghe những đức chia sẻ Phật pháp những đức từng nói lên voi xuống chuột ông nha được lên voi thì cũng được xuống chuột nhiều bay cao cỡ nào thì có ngày cũng hạ cánh thôi ngày xưa những đức tặng ông ổ bánh mì bây giờ ông lại tặng lại những đứa ổ một cái bánh bao thấy không vì thế cái nhân cái quả không, quý vị gì thì đôi tay chúng ta đã trao cho người khác cái gì thì nhất định một ngày nào người khác cũng sẽ trao lại cho mình cái đó dù mình không càng mình không cầu cũng có nữa vì cái nhân cái quả công bằng đúng không nên phật dạy mình phải tin nhân quả chứ Nó. cái tâm mình muốn trao cho người ta cái gì đôi tay mình muốn trao cho người ta cái gì ánh mắt mình muốn trao cho người ta cái gì thì tức khắc những thứ đó sẽ trao lại cho mình như vậy đó hiểu không Nên nó chính tay những đức trao cho ông ổ bánh mì bây giờ những đức lúc đói ông trao cho những đức ổ bánh bánh bao thấy chưa những đức lành lặng tay chân những đức đã từng đưa ông ổ bánh mì ông tặng cái chân mà ông đưa lại những đức cái bánh bao ông nói cảm ơn lúc trước cậu cho tôi không kêu bằng cậu thấy <laughs> ít đến chùa người ta không hiểu nhiều vì cho tôi cái bánh mì bây giờ tôi tôi tặng cái bánh bao thấy chưa nên con người sống trong cuộc đời này quý vị dù nghèo khổ cỡ nào nhưng mà mình sống mình biết Phật pháp mình đến với con người bằng cái tấm lòng nên cái người mà học đạo cảm nhận được cái chỗ là khi mình cho ra mình còn vui người được nhận cái cảm giác này khi vị mà có rồi quý vị sẽ thích bố thí cúng dường liền không nói gì. À, thấy người ta khổ người ta bị lũ lụt rồi mình sẽ thích giúp đỡ cho anh ta tại vì khi cho ra bản thân mình thấy mừng vì cho ra bản thân mình đó là cái tích tụ còn khi mình chỉ có nhận và mình dùng không thì tích tụ ở đâu giờ đây tiêu hết đúng không nên từ nơi đó mà cái người mà nghe đạo mà biết cho ra biết cỡ mở tâm tư không buồn giận hẳn chắc ai để trong tâm là quý vị, vị đặc biệt tuyệt vời à. nên những đức nói rằng là cả đời những đức sẽ cố gắng đem phong tình độ giới thiệu dù trong cảnh viên nào những đức cũng đem tình độ giới thiệu nó thật lòng một trăm nhất là quý vị, vị đã ủng hộ tinh thần những đức bằng cách là gì mỗi ngày vô tu đó ngàn mấy trăm người gia đình một ngàn mấy trăm gia đình vô tu gì đây là cái sự động viên những đức để nỗ lực hết mình nhiệt quyết lên đi đem tình độ giới thiệu thật sự đó nó nên là tối đêm nay 12 giờ khuya Tu thợ ai vô nổi thì vô còn vô nổi thì thôi xác mình tu nó bây giờ không kệ mình không có tiền tặng cho ở ngoài miền ngoài người ta lũ lụt thì thôi mình tu thêm thời 12 giờ khuya Mong rằng giờ đó cái tâm nhiều con người nó nghĩ hết Cái tâm mình phát lên cầu nguyện Cảm với bổ nguyện di đà Mong cho bảo tố giảm bớt Thanh từ nơi đó mà Mình tu xong mình thờ cái Mình ngồi với nhau mình trò chuyện Giờ chúng ta đừng nói chia sẻ Phật Pháp hay là giảng Pháp Đây là cái buổi trò chuyện cùng với đại gia đình Buổi trò chuyện cùng với đại gia đình thân yêu Đại gia đình yêu dấu <laughs> Thấy <laughs> không quý vị Quý vị là đại gia đình yêu dấu với nhân đức Tại nhân đức là cha mẹ mất hết được, quý vị Gia đình anh chị thì người ta có gia đình ngoài đời Bây giờ mình sống giống như đơn thân độc mã Cuộc đời có trôi nổi về đâu Thì mình cũng mong trôi về thế giới cực lạc thôi Đó. Giống như 5 năm, năm những đứa trên Đà Lạt Trôi một cái xuống Vũng Tàu <laughs> Dũng Tàu 10 năm nó trôi đi cái chắc không biết nó trôi ra biển <laughs> không biết làm sao ok trôi đâu cũng được vì đơn thân độc mã mình cũng đâu có vợ con gia đình ràng buộc đâu quý vị sao cũng được ngày mấy buổi cơm ăn bữa nào không có cơm thì ăn cái bánh bao cũng cũng lót dạ cũng được đâu có sao đâu quý vị Thấy không? mình chỉ cần có cái còn cái tâm muốn tu hành đây là cái quan trọng nhất chỉ cần còn cái tâm muốn tu hành là quan trọng nhất mong rằng Mỗi con người phát cái thiện tâm Để cầu nguyện cho kiếp nạn quá giải bớt đi Quá giải kiếp nạn bớt cho chúng sanh Đây là cái rất là quan trọng Mỗi con người mình cái tâm mình á Nghĩ thiện thì kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt không? Dù mình không có đồng cắt gì mình tặng người ta Nhưng mà mình cái tâm mình hướng thiện Mình cầu nguyện Cái sự cầu nguyện nó cũng có lợi ích lớn lắm Nghe quý vị không phải chuyện giỡn đâu ừ. đó nên 12 giờ khuya tu cũng đâu đơn giản đâu quý vị 12 giờ khuya tu cũng không đơn giản nhưng mà những đức thì được có thể giờ này thức luôn tới 12 giờ khuya tu luôn tại vì sao bây giờ cái 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 ngăn khoảng thời gian tuổi thọ mình không biết còn bao nhiêu thôi giờ mình phải cố gắng tranh thủ thấy không? nên nói với mấy người mà buổi sáng thức không nổi này phải cố gắng lễ phật thờ nghe chứ cỡ nào thức dậy lễ phật thờ đại gia đình thân yêu phải cố gắng tu hành thôi nhớ nhau bây giờ những đức cũng là cư sĩ quý vị cũng là cư sĩ không? chúng ta gặp lại nhau là cái tâm nó vui vẻ an lạc niệm phật muốn sanh cực lạc vậy là đặc biệt rồi sức gia cư sĩ gì miễn à tu với quý vị hướng dẫn vị niệm phật là được rồi nên nhớ kỹ là cuộc đời nhận đức từ bây giờ cho đến khi mất đi là không bao giờ có cái chuyện là nói là cư sĩ những đức khó khăn cái gì đó chúng ta quyên góp cái gì đó để cho ổng ăn uống để ổng tu hành không có nghe quý vị chuyện này là điều thứ nhất không bao giờ có điều thứ hai là không bao giờ có số tài khoản của những đức không bao giờ có số tài khoản của những đức ngưng hết tất cả luôn quý vị lúc trước có một cái cô kia bên thị sĩ, cô cũng à, tặng những đức một mẫu đất, nó nói sau này những đức à, có cắt cái chỗ để mình ở mình tu, những đức à, nói cho cô nghe tháng 9 thì cô về, những đức trả lại giấy tờ cho cô hết luôn, trả mẫu đất lại luôn, khỏi. giờ thấy nó nhẹ vì không muốn làm gì, gì. lớn lao chỉ cần mỗi ngày tu với vị trên không chung là được khỏi luôn đi mẫu đất cũng nghe mặt tiền cũng cũng giá cả phải chăng được lắm chứ không phải giảng đâu nghe nhưng mà thôi trả lại cho người ta đi thấy không như gánh nặng quá mệt quá mấy ngôi chùa lớn mà còn đùng cái mất tiêu vì <laughs> mẫu đất bây giờ kia những đứa cắt nhà thôi chỉ cần có chỗ che mưa che nắng nha thì những đức thì không thể nào làm được như một vị thầy mà ngài có thể làm được điều đó nhưng mà những đức thì mong có cái chỗ che mưa che nắng thôi vì mình biết lượng sức mình thôi nó thật sự bây giờ kêu những đức đi lang thang ngoài đường những đức sẽ bệnh có khi chưa giảng sanh mà chết ngắt tại vì mình liệu sức mình thôi vì thật sự luôn ừ. nên mình chỉ cần có chỗ che mưa che nắng thôi. như đại lão ở thượng định không thì cũng nói câu nói đời này cũng muốn ở nơi tu dữ lắm nhưng mà người ta hộ trì 5 năm 10 năm xong ta không hộ trì nữa ngày tiếp tục ngày đi đến nơi khác người ta hộ trì cuối cùng ngày cũng cả đời ngày xây ngôi chùa cực lạc là để lấy kỷ niệm kết thúc cuộc đời không thì đời như đức cũng vậy thì ai hộ trì được thời gian bao lâu thì tùy ngày xưa như đức đến chùa đầu tiên được 5 năm hộ trì xuống hộ pháp 10 năm hộ trì duyên đủ rồi thì những đức đi đến cái, cái nơi nào đó người ta cho những đức ở người ta hộ chi rồi một ngày nào khi những đức có chỗ che mưa che nắng thì những đức được ở như đức tu hành thôi chứ những đức có đi đâu 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 đi chơi đâu đâu quý vị những đức cũng không muốn quý vị biết chỗ những đức làm gì chỉ cần gặp nhau trên mạng là được rồi gặp nhau trên cái room để tuần tu là được rồi quý vị khỏi cần tìm hiểu như đức ở đâu không chí cả đời những đức nghĩ rằng những đức có thể làm được một điều này có một người những đức cũng rất tôn trọng là ngài có thể đi chỗ này chỗ kia không có nhận tiền bạc gì hết ngài sống được cái cái lối sống đặc biệt gì như Nhưng cả đời những đức có thể những đức làm được điều này Dưới khả năng mình Đó là những đức có thể ở được một nơi Không cần đi đâu hết Qua năm suốt tháng những đức không cần đi chơi đâu Không cần đi du lịch, không cần đi chỗ nào hết Những đức chỉ cần ở trong ngôi nhà đó Những đức chỉ cần cho những đức mỗi ngày ba bữa cơm ăn thôi Rồi những đức tu ngày ba bốn thời được hết Nó Dùng cái Rung mạng tên ép này để mà Cùng đó nhắc cái đại gia đình thân yêu của mình tu hành vậy là đủ không thấy không cái khi mà gặp ngoài ở ngoài hoài cái khi chưa 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 chắc đặc biệt bằng gặp gì nữa. nó dễ dở ương gì vậy mà nó 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 quý nó thích dữ lắm chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu à, nên thôi cố gắng niệm phật đây là cái tấm lòng chân thật như đức nói với vị như đức đã trải qua thời gian thịnh suy si trong cuộc đời tu hành hết vì thấy như đức từng tổ chức như pháp hội mấy chục ngàn con người từng nuôi người già không biết bao nhiêu mà nói bằng cái tấm lòng nuôi chân thật Phật tử thì biết hết điều này. Thương người già, thương nít. Trung thu đồ nghĩ tới các em. Thật sự mà nói mình. Mình nghĩ cái tuổi thơ của mình nó không được như các cháu. Mình mong mình làm cái gì cho các cháu Thật sự luôn. Ấy. Nên từ nơi đó mà mình đã làm hết cái gì. Nó đến lúc thì cuộc đời những đức cứ niệm Phật như thôi. Nên mong quý Phật tử thấy cái phong tình độ này thù thắng. Cố gắng. Niệm Phật. Bây giờ cuộc đời những đức ai thương ai ghét ai. Ai, ai khen ai chê gì sao cũng được hết việc không có sao đâu vì những đức không còn quan niệm điều đó nữa vì những đức ở trong ngôi chùa mấy ngôi chùa mấy ngàn người mà đùng cái những đức mất tiêu không còn gì hết giờ những đức đâu có còn cái gì đâu mà 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 khen chê gì nữa đâu vì muốn khen cũng được vì muốn chê cũng được những đức không cần nghe tới làm gì chỉ cần cố gắng niệm phật thôi nha. mong những người biết những đức quý vị cố gắng niệm phật dù những đức thì sao nhưng quý vị hãy nhớ quý vị là người niệm phật chứ không phải niệm những đức nha Quyết tâm niệm Phật đi về thế giới cực lạc nha quý vị. Nên tất cả những người thương mình cũng là bạn, những người chê mình cũng là bạn. cho mình ăn cũng là bạn mà không cho mình ăn cũng là bạn. Chúng ta là là bạn của nhau. Để quyết chí đời này hẹn gặp nhau ở thế phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc, ai di đà Phật. Ai di đà Phật, ai di đà Phật. Gì là Phật? Ừ. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc đi ơi, ai di ừ. đà Phật. Ai di đà Phật, ai di đà Phật. 安逸了吧？